phim đẹp. Sau khi lắp toàn hàm trên và toàn hàm dưới răng sứ, đẹp. Hàm này là chú đeo là 10 năm sau cũng còn tốt. Răng sứ độ cứng cao với lại độ thẩm mỹ nó cao hơn mấy răng kia nhiều. Chú không chú há này chứ. Thì mới tất nhiên nó phải có lạ lạ khó chịu thôi. Nói chú ăn lại ăn. Chú ăn nhai cỡ 10 ngày nửa tháng đồ mềm lên từ từ mới rồi mới quen được. Như hồi bà nội con làm á đâu có chỉnh gì đâu. Khó chịu từ từ cái ăn đồ lỏng đồ mềm từ từ cái quen. Rồi được rồi, cảm ơn bác.